Mến chào tất cả quý vị và các bạn. Hiện tại bây giờ thì mình đang có mặt tại Sóc Trăng các bạn. Khi mà mình về Sóc Trăng á, thì được mọi người chia sẻ và giới thiệu cho mình được biết về một người phụ nữ sống cùng một người đàn ông ở trong một cái căn chòi ở bên một cái mương này các bạn. Thì cặp đôi này á, thì thường hàng ngày sinh sống thì dùng nước ở dưới sông, cũng như ăn uống cũng như tắm giặt đều là nước ở dưới sông này luôn. Và được mọi người chia sẻ thì chị này á, thì là có đến 3 đời chồng các bạn. Và ba người chồng này đều là những người kém chị khoảng 10 cho đến 15 tuổi luôn. Mà không biết là cái bí kíp như thế nào mà chị lại lấy được đến 3 người chồng mà người nào cũng trẻ đẹp các bạn. Thì thực hư về cái câu chuyện người phụ nữ này có 3 đời chồng và sống cùng với một người đàn ông ở trong cái căn chòi này ra sao, thì bây giờ mình muốn dẫn mọi người vô đây để tìm hiểu về cuộc sống của cặp tình nhân này nha các bạn. Theo như mình được biết thì chị này đã từng 3 đời chồng. Một người bây giờ đã đi làm ăn ở xa, còn một người thì cũng ở trong cái huyện này, và một người sống cùng hiện tại cùng với chị ở đây. Thì mình được biết là chị mặc dù lấy 3 đời chồng nhưng mà người chồng nào đó cũng đều nghe lời chị răm rắp luôn. Và không biết là bí kíp của chị là như thế nào mà lại có một cái tìm được những người trẻ đẹp như vậy, cũng như những người đàn ông kém tuổi mình nhiều đến như vậy. Em chào anh chị. Ồ, anh chị ở trong cái chòi nhỏ như vậy hả? Ồ, rồi mình ở đây thì sao mà mình ngủ được? Ngủ lót chiếu mình ngủ đại vậy anh ơi. Ồ, mình lót xuống dưới đây rồi mình nằm mình ngủ ở đây. Dạ. Ồ, trời ơi, đây mà nếu mà mưa gió thì không biết sao luôn trời. Dạ. Ừ. Rồi anh chị sống ở đây lâu chưa? Cũng mấy tháng rồi. Mấy tháng rồi? Dạ. 3-4 tháng. 3-4 tháng? Dạ. Là sống ở đây? Dạ. Ngủ ở đây? Dạ. Ăn uống nước ở dưới sông đây luôn? Dạ. Ồ. Trời ơi, sao mình không có nhà cửa gì hay sao mà mình phải ra đây mình tại vì có mà, tại vì mình không thấy mình ở ngoài này nó khỏe hơn chứ. À, có nghĩa mình thích ở ngoài đây cho nó thoải mái đúng không? Phải là có nhà cửa đó của người, nhỏ em. Nhỏ em. Ừ. Chứ không phải nhà cửa của ảnh đâu. Dạ. Nhỏ em không cho ở. Dạ. Hai vợ chồng dọn ra đây ở. Dạ dạ, anh chị cho em gắn ké cái mic cái để nói chuyện cho nó rõ ha. Đấy, rồi. À, chị cho em hỏi thăm chị tên gì được không? Tên Liễu. Liễu? Liễu. Liễu. À, còn chị năm nay bao nhiêu tuổi rồi? 43. 43 tuổi, chị Liễu năm nay 43 tuổi. Còn anh? Anh mới năm nay là 37. 37 hả? Vâng. Anh sao? Tên gì em nhỉ? Trắng. Anh Trắng. Yeah. Ừ, anh Trắng, chị Liễu. Yeah. À. Hai người có được mấy người con rồi? Em mới gặp mà chưa có. À. À. Gọi là mới quen nhau. Là chấp nối. Chấp nối hả? Yeah. À. Chấp nối là sao? Như như là vợ tạm chồng hờ vậy. Vợ tạm chồng hờ. Chứ đâu tạm đâu chồng hờ mà sao đâu vậy? Đâu kết hôn đâu cái gì đâu, dặn chấp nối gì đó. À. Gọi là chấp nối với nhau. Chấp nối. Ừ. Tại ảnh có vợ chưa, ảnh có 5 đứa con. Ồ. Như vậy. Thiệt, thứ này em không biết. À, anh là người ở đây luôn hả? À. Chị ơi. Thiệt. Giỡn hả chị? Trời ơi, nói giỡn làm gì, nói thật mà. 37 tuổi, 5 người con. Ừ. Anh thiệt không anh? Dạ. Anh có 5 người con thiệt hả? Thật mà. Chị ơi, rồi anh lấy vợ năm nhiêu tuổi mà anh có tới 5 người con dữ vậy anh? Mười mấy hả? À? Mười mấy tuổi? Dạ. Dạ. Rồi con lớn anh năm nay nhiêu tuổi rồi? 15 rồi. 15 tuổi? 15 tuổi. Chị ơi, rồi đứa nhỏ nhất? Nhất là cũng nhỏ Út có phải không? Dạ. Dạ. Thằng Út à. Út là mới có... 6-7 tuổi hả? 6-7 tuổi ha. Dạ. Rồi anh với vợ anh chia tay được bao lâu rồi? Cũng lâu lắm rồi. Lâu lắm rồi ha. Dạ. Yeah. Tại nó bắt đi hết 4 đứa rồi. À, hiện tại là anh nuôi một đứa. Nuôi một đứa nó đi còn nhỏ, tại vì nó mê dịch, nó đi coi dịch. Đi chăn dịch. Đi chăn dịch ha. Đi chăn dịch. Bé bé đi chăn dịch nhiêu tuổi anh nhỉ? Bự 15. 15 tuổi. Khục đá rồi. À. Rồi sao anh quen được chị Liễu nữa? Tại vì hồi Liễu đám ma bên mẹ đó, rồi thấy qua rồi mình cũng rồi thấy vậy thì rồi lại tiếp gửi chán gửi gì đó, rồi mình nói chuyện quay lại rồi mình quen mình gặp luôn. À, ga lăng ha. Dạ. Có nghĩa thấy chị đang rửa chén phụ trong cái đám ma. Dạ. Mà anh thấy vậy anh nhảy vào anh rửa phụ luôn. Không phải là mình rửa, tại mình nói chuyện vui vậy đó, rồi thích mình đó. À. Rồi lỡ theo luôn. Chàng ơi, anh có biết quyết gì hay sao á chứ. Ừ. Mới nói có mấy câu mà cua được chị là không phải chuyện đơn giản đâu nha. À. Có biết quyết gì không anh? Không có. Chia sẻ bí kíp đi. Có bí kíp chia sẻ cho anh em biết. Bí kíp về đàn ông lại hả?
Rồi vậy là có biết kiếm rồi, nghe chị Liễu nói vậy là hiểu rồi. Thấy chị tùm tím cười là biết rồi đấy. Thấy tùm tím là biết rồi. Anh mẹ nói chuyện cho nó khóc trời. Rồi hôm nay anh nói cái gì mà chị lại theo anh chị? Cái dạng như là chị quen người em gái của ảnh. Người em gái cái rồi nghe đám ma vậy đó, chưa được đám ma đâu. Cái dạng như là người ta làm cái dạng như là người ta hưởng thọ cho vậy đó, là muốn gần đi vậy đó. Dạ. Là muốn gần mất mừng á. mừng thọ. Cái rồi cái khoảng cỡ nửa tháng sau vậy đó, cái rồi nghe đám ma vậy đó, qua tiếp rửa chén mừng dịch mừng gì đó, rồi mới hai vợ chồng tiếp xúc với nhau, tâm sự với nhau vậy đó, rồi mình lâu lâu cỡ vài tháng rồi mình mới tìm đến với nhau vậy đó. Mình tìm hiểu á. Mày là có nghĩa là từ lúc sao, tính cách làm sao vậy đó mình mới đến với nhau được, đúng mày không? Là có nghĩa là từ lúc mà mình gặp nhau lần đầu tiên, sau đó là mình tìm hiểu là 2 tháng sau là mình về ở chung với nhau luôn. 2-3 tháng sau á. 2-3 tháng sau. À, rồi có đi hẹn hò nọ kia không? Không. Không hả? Không. Không lẽ là gặp nhau có một lần mà đây... Không, gặp vậy đó, rồi cái chị qua chơi chỗ anh của ảnh á, chơi vài lần đó, rồi gặp vậy đó, rồi nói chuyện, rồi tìm tính hiểu, tính tình sao, tìm hiểu sao, rồi người sao vậy đó. Rồi mình đến với nhau được, không lẽ lỡ gặp mặt một lần đến với nhau được sao? Đâu có gì được. Nhưng mà chị thấy ảnh sao mà chị theo ảnh vậy? Biết làm sao không? Thương vợ, thương con. Rồi sáng sớm vậy á là thức rồi, là giặt áo đồ. Rồi thấy hậu thiệt, nói thật lòng. Dạ. Là không có đoàn á, xách cái thùng bê á, thùng nhỏ vậy đó đi kiếm cá. Chuyện ơi chuyện. Mần cá, nấu cơm. Là sớm là ảnh vậy anh giặt đồ cho chị luôn á. Dạ. Chuyện ơi chuyện. Dễ gì. Rồi bắt đầu đi kiếm đồ ăn về, nấu đồ ăn sáng cho chị luôn. Chị lúc đó là ngủ rồi là chỉ biết ăn thôi. Không đó, không phải là ngủ biết ăn đâu, biết sao, thấy chồng làm không kịp thì mình cũng tiếp. Vậy đó, tiếp qua tiếp lại, không lẽ anh làm không? Còn hơn người liệt sao? Không có đâu. Ý là có khi nào mà anh làm xong rồi chị mới dậy không? Không. Không có vụ đó xảy ra. Ồ, chứng tỏ hạnh phúc ha. Không có chuyện đó xảy ra. Thấy ảnh sáng sớm anh biết sao giặt mê liền. Giặt biết sao không? Giặt đồ ha, giặt đồ là giặt rồi á là cũng phải chị tiếp đi phơi. Rồi ảnh xách cái xô đi kiếm cá đó, thì chị cũng phải cầm cái xô rồi ảnh giục cá lên, đi theo cái giục cá lên chị bắt để vô thộn. Rồi về nhà thì tiếp mần nhau vậy đó. Còn gì bằng nữa. Chứ đâu phải là đợi nằm ăn đâu. Nghe chị kể mà em thấy em còn mê luôn đó chị. Đúng là một cuộc sống trong mơ đúng không? Đúng cuộc rồi, sống hạnh phúc. Chồng bắt vợ nói thôi còn gì bằng nữa. Cái này mới đúng thật là một quả tim, một túp lều tranh, hai quả tim vàng này. Chính xác rồi. Sao bí kíp gì mà anh chị giữ hạnh phúc hay vậy? Ăn thua có tính tình hợp nhau. Hợp nhau. Hay sáng giống mà, giống em chắc. Giống em dễ thương người đó không có cái ý với em, rồi cái người đó không có mà hợp ý em, không có nói chuyện vô lý với em vậy, rồi em ưng được không? Đúng không? Phải hợp với nhau, hợp lý với nhau, hợp tính tình với nhau, hợp tính cách với nhau, hợp tình cảm với nhau mới được. Thấy sáng sớm mà bưng cái thao đồ đi giặt là thấy êm quá êm mà đúng. Cái thùng ngâm rồi, ngâm sạch bông mày rồi. Là hiếm mới được ông chồng nào như vậy đấy chị. Giặt sạch không chị hay là chỉ giặt qua loa? Trời ơi, xả vô xả luôn. Trời ơi, còn gì bằng nữa. Mà giờ xả nó không mua nữa, người ta cho nữa. Chị cho em hỏi là có bao giờ sáng sớm anh thức dậy sớm cái anh nấu đồ ăn cho chị ăn luôn không? Anh bê lên không? Ông ơi, chứ không có bê lên, không có bê lên cho chị đâu, có bê lên là dâng cho chị ấy, đúng không? Đúng không? Là không có, là sáng sớm lên không có đồ ăn á, thì ảnh xách cái xô đi, xách cái thùng bê á, đi kiếm cá, chị xách cái thùng, rồi để cái thùng trên vậy đó, chị không có xuống, nhưng mà ảnh bắt thì ảnh giục lên cho chị bắt bỏ vô xô. Rồi về nhà thì hai vợ chồng tiếp mần nhau vậy đó, người nấu ăn. Chị em thấy ảnh thương chị như vậy á, có bao giờ ảnh đút chị ăn hay ảnh mớm cho chị ăn luôn không? Có. Có luôn hả? Có. Chuyện ơi chuyện ơi. Nghe cái là đúng là một túp lều tranh hai quả tim vàng. Có thật, cái đó là có thật. Anh đút chị ăn sao chị? Có thật thiệt. Có thật thiệt. Là lúc đó ăn sao chị? Lúc đó là sáng sớm anh dậy anh nấu đồ ăn anh mớm cho chị luôn ha. Là cái vụ mớm thì
không có vụ mớm đâu, nhưng mà gấp ý là gấp đũa ăn đúng thời miệng nãy anh em đúng không, miệng thôi vậy ăn miếng này đi em, miếng này ngon nè, đúng không? Chính xác. Trời chuyện thôi em nói nha, bây giờ mà có nhà lầu xe hơi có tiền tỷ chưa chắc gì được ông chồng vậy đâu. Đúng rồi, có đâu, không dễ mà kiếm được đâu. Nhưng mà người chồng có xe hơi tiền tỷ cũng chưa chắc là kiếm được con vợ này đâu. Theo em được biết là chị trước kia là người chồng trước có nhà có cửa luôn. Đó. Đúng không? Chị cho tụi em biết là trước giờ là chị có mấy đời chồng rồi chị? Ba đời chồng. Chồng trước đầu tiên là bao nhiêu tuổi? 45 tuổi. Tuổi thìn. Dạ. Còn chồng thứ hai? Thứ hai là 33. Ừ. Cái gì? Hiện tại 33 tuổi hả? 1990 là 34 rồi. Chị sinh năm bao nhiêu? Là chị sinh năm 1980. 80. Ừ. 90. 10 tuổi. 10 tuổi. Ồ. Oh. Rồi anh chắc... Người này thì 89. 89, 90 1989. Thì cũng chính nhau 10 tuổi đó. Người này 1989. 89. 80, 89. Là 9, hai người chồng. Hai chồng sau là nhỏ tuổi hơn 10 tuổi. Nhỏ tuổi hơn chị. Chị nói chị có bí quyết gì không cho những chị em phụ nữ trên mạng biết những cái bí quyết của chị đi chị. Chị đâu có bí quyết gì đâu. Người ta thương mình cái chỗ tính nết hay là tính tình hay là ăn tiếng nói gì đó chị đâu có biết. À. Đúng không? Nhưng mà cho em hỏi nè, trong số ba người chồng của chị á thì ai là người mà thương chị nhất? Là người này thương chị nhất. À. Thế mấy ông chồng kia có mớm có đút cho chị ăn không? Mấy người trước thì không có đút gì đâu. Ừ. Nói thật không có đút. À, có mớm mớm đâu không? Không có mớm đâu. Không có mớm hả? Không. Dạ. Yeah. Chỉ có anh trắng là... Anh trắng thôi. Là hết mình với chị luôn. Chính xác. Yeah. Rồi đó. Rồi mấy anh kia có sáng sớm có bưng thao đồ đi giặt không? Không. Yeah. Phải là chứng tỏ là trong mắt chị là anh Trắng bây giờ là một người tuyệt vời nhất, đúng không? Chính xác. Là một người là yêu chị nhất, đúng không? Đúng rồi. À. Người chồng số 1 á. Người chồng số 1 ha. Nếu mà nói là số 1, thí dụ như giờ đổi nhà lầu với xe hơi chị có đổi không? Không đâu, lấy anh chồng à. Tiếc. Lấy anh chồng à. Trời chồng trời. Lấy nhà lầu xe hơi. Không đâu, lấy nhà lầu xe hơi làm gì, làm bây được giờ, gì. Bây giờ ví dụ như thế là người ta cho chị ví dụ như 10 tỷ chị đổi anh Trắng chị đổi không? Không. Không đổi luôn. Không. Trời. Chứng tỏ là chứng tỏ là một người mà chắc là chị tâm đắc nhất từ trước đến nay đấy, đúng không? Chính xác rồi. Ừ. Chứ nếu bây giờ nha, bây giờ như vậy đi. Ví dụ như có 10 tỷ, có nhà lầu, có xe hơi đi. Ừ. Nhưng mà mình về đó mình làm ô xin đi, làm phục vụ đi. Ừ. Còn hơn là bây giờ mình làm hoàng hậu. Đúng rồi, bây giờ chị không, sống rồi. Ở đây nhưng mà hoàng hậu nữa đấy. Bây giờ chị... không. Bây giờ chị sống ở đây nhưng mà chị hạnh phúc. Thà có người mướn chị đi mần, rửa chén, giặt đồ, giặt vũ gì đó, chị đi mần thiệt chứ đừng có đổi nhận. Ý là bây giờ có một người phụ nữ nào đó, người ta nói bây giờ tôi cho chị cái xe này, cho chị cái nhà này, cho chị tiền xài không hết này, chị đưa chồng chị cho tôi được rồi. Ngu hả? Ồ, vẫn không chịu luôn. Không bao giờ xảy ra chuyện đó. Không bao giờ nhưng luôn. Nhưng mà ăn thua thằng chồng đây. À, anh. Còn anh Trắng sao? Ăn thua thằng chồng đây. Cũng không. Không luôn. Ăn thua thằng chồng. Ừ. Đúng không? Ăn thua à. Mà anh Trắng cho em hỏi là ngày xưa khi mà gặp chỗ chị Liễu lần đầu tiên á, thì anh Trắng kết chị Liễu ở điểm nào? Thì kết để trong nghĩa mà ăn chung nhau, cơm chung nhau vậy mình vui vẻ rồi. Ừ. Ý là mình chỉ có cái nét đẹp hay là có cái sức mình yêu ở yêu không? Ở cái điểm gì rủ gì không á, thì cái điểm đó là mình cũng mình yêu đi thật ngon, có nghĩa là mình thương thương vợ. Ừ. Mình thấy vui hạnh phúc khi ở bên người phụ nữ đó, đúng không? Dạ. Ừ. Như kiểu là giống như hai người bây giờ là giống như tự nhiên, giống như đến cái tuổi này rồi gặp nhau cái tự nhiên giống như kiểu là tìm thấy cái chân ái cuộc đời của mình ngay cái thời điểm này, đúng không? Là hai người giống kiểu là sinh ra là để dành cho nhau đấy. Yeah. Đúng không? Dễ gì tìm được đúng rồi. Cái mảnh ghép như thế này. À. Nghĩa là hồi trước giờ là gương vỡ không à. Ừ. Đó, bây giờ mình tìm được cái mảnh ghép mà ghép lại cái gương nó bằng phẳng luôn. Nó, nó mịn màng, nó mướt luôn, mướt luôn á. Nhưng mà cảm ơn trời á. Cảm ơn trời luôn. Cảm ơn trời á, đã định vậy đó. Đã cho tôi được gặp anh, đúng không? Đúng rồi. À. Rồi anh có cảm ơn trời không? Cảm. À. Mặc dù là chị trước đây đã có ba người chồng, ba người con, anh thì có mấy đời vợ anh? Đứa chứ là. Người này mình là người thứ hai, đúng không? Là năm đứa con. Nhưng mà từ khi mà gặp chị thì Lếu, anh Trắng là giống kiểu tìm thấy cái chân ái cuộc đời mình luôn. Giống như là cái người này sinh ra là chỉ để dành cho mình thôi, đúng không? Chị Lếu cho em hỏi nè, có bao giờ trong suy nghĩ của chị nghĩ là ôi sao trước giờ ông trời không cho mình
gặp anh Trắng sớm đi. Đúng rồi. Chính xác rồi. Tại vì cái số của mình nó không có được có phước như sau này. Có nghĩa là giờ mình giống như là tới cái điểm này bắt đầu ông trời mới cho mình gặp nhau thì bây giờ nếu như mình nó đến rồi đó chị. Phước mình nó đến rồi đó. Bây giờ nếu như đổi lại mà chị gặp anh Trắng trước hai người chồng kia thì chị có chọn lấy hai người chồng kia không? Chọn làm gì, hai người chạy. Chọn người thôi. Nhưng mà nãy giờ nghe nói không nha, chưa thấy thể hiện tình cảm nha. Trời ơi, thương muốn chết thôi. Không chết đi mới tin nha. Ngọt còn hơn một miếng lùi. Không dám nhìn luôn. Trời ơi, này là bao nhiêu người ganh tị luôn đó. Thứ nhất là những người đàn ông khác sẽ ganh tị vì anh lấy được một người quá hiểu mình. Rồi những người phụ nữ khác lại ganh tị một người chồng mà chị lại có được người chồng tuyệt vời như anh luôn. Trời. Mà em nói thiệt nha, nếu mà những gì mà chị Liễu chia sẻ chính xác á nha. Em nói thiệt, biết bao nhiêu người phụ nữ mong đúng đợi rồi. Được một người đàn ông giống như anh Trắng luôn. Sáng sớm mà thấy bê cái thau đồ đi giặt cho vợ. Nấu ăn rồi phơi đồ rồi đi bắt cá về cho vợ rồi mớm cho vợ ăn thôi. Kiểu đó thôi là, ở đó chị em phụ nữ là nói. Ganh tị đấy. Theo như em biết á, nhiều người họ sống trong nhung lụa đấy nhưng mà chưa chắc đã hạnh phúc như chị với anh đâu. Dễ vậy. Người ta không biết suy nghĩ sao nhưng mà chị suy nghĩ vậy. Hạnh phúc đơn sơ là được rồi. Chị Liễu cho em hỏi nè. Khi mà mình nhìn thấy bao nhiêu người phụ nữ khác, rồi người ta có nhà tường này, người ta có xe đi lại, rồi mình lấy chồng mà mình phải ở trong một cái túp lều, có thể nói là cái túp lều nó quá đơn sơ đi, nó quá thô sơ đi. Rồi này trời nắng đỡ nha, rồi không biết trời mưa nó sẽ cái dạng như là em nói ham nhung lụa là hả chị. Không ham vậy, chị không ham vậy, không lẽ chị ham không lẽ ai cho chị, đúng không? Ham đúng tính cách của mình thôi, yêu cầu hợp tính tình thì thương trọng thì một túp liều tranh hai quả tim vàng xong chung thủy nhau là được rồi. Nói thiệt, có bao giờ chị cảm thấy chạnh lòng không? Không, có bao giờ ghen tị không? Buồn không gì hết trơn. Nói thật, cái đó là nói thật. Mà chị Liễu cho em hỏi là ví dụ như không có tụi em ở đây đi, chỉ có hai vợ chồng thôi thì nói. Bình thường anh Trắng anh có dịu dàng có không? Bình thường hả, ăn cơm thì múc đồ ăn gì đó thì cho vậy đó. Do múc đồ ăn anh nói sao chị, anh nói rồi nói em ăn cơm gì đó rồi đồ ăn gì đó rồi gấp chị cho. Múc cháo gì đó hồi sáng tới giờ, hồi cơm hồi hôm qua nấu á là còn dư miếng rồi nấu cháo á. Thế ý là khi mà không có người ở đây á thì khi ăn cơm là anh ấy dịu dàng, anh gấp cho chị ăn, anh cũng bình thường à. Cũng bình thường, bà có người cũng bình thường à. Chị cho em nói hỏi vậy. Có bao giờ chị nhõng nhẽo như là giả bệnh hay là nhõng nhẽo đồ quà đồ cái này đồ là nũng nịu hả? Dạ. Anh có cái gì đâu mà nũng nịu ảnh, chị nũng nịu đói bụng anh ơi đi kiếm cá hay kiếm gì đó. Cái gì thôi. Anh ơi, em đói. Không, anh không có than vậy. Anh ơi đi kiếm gì ăn anh ơi, đúng không? Cái này em nghĩ nha, cái này cho em có cái suy nghĩ gì nha chị Liễu. Chỉ cần một cái ánh mắt của chị thôi là anh Trắng cần phải biết làm gì luôn, đúng không thưa chị? Không phải là cặp mắt của mình là liếc như vậy là đâu phải là sai khiến, đâu phải là điều khiển, đúng không? Ý là nhìn ánh mắt của không chị anh phải sẽ đóng ạ. Ăn thua mình nói chuyện thôi chứ không phải là cặp mắt liếc một cái là đi làm đâu, không phải. Mà chị có bí quyết gì mà sao mà kiểu giống như làm cho anh Trắng say mê vậy? Say mê hết mình vì chị. Thì bởi vậy chị nói là ăn tiếng nói của chị thôi, chị nói như vậy đó, nhưng mà chị đâu có biết gì đâu, chị nói thiệt. Chị có bí kíp thì chị cứ chia sẻ đi cho mọi người cùng biết, mọi người cùng học hỏi ấy, để cho những bà vợ ví dụ cũng yêu thương chồng y chang như chị. Thiếu người vợ nào mà không thương chồng? Chưa chắc đâu chị. Hơn chắc chị nữa. Chị Liễu cho em hỏi vậy nè chị Liễu. Nói. Dạ, chị Liễu dễ thương vậy ha. Nói chuyện ngọt ngào rồi biết cách quyến rũ, chắc mỗi lần mà chị đi chợ hay đi ra đường chắc nhiều người ta mê chị, người ta ghẹo chị nhiều lắm đúng không? Làm gì mê, làm gì ghẹo, người ta thương hết á, đi chợ thì thương á, thương người mua, ta đi mua đồ một chút người ta cho một chút. Rồi không sao anh ghen à? Anh có ghen không chị? Người ta thấy tội nghiệp á. Không phải tội nghiệp mà người ta thấy chị dễ thương. Không có đâu, người ta thấy tội nghiệp, người ta cho mua món quà, mua món rau này, người ta cho rau kia. Nhưng mà anh Tiến nói anh ghen là anh Tiến nói sai nha. Nếu đúng đàng hoàng là phải mấy bà vợ của mấy ông bán hàng ngoài chợ ghen mới đúng. Tại vì thấy chị dễ thương. Nhưng mà bản thân anh papi gì nè đó mấy ông. Nhưng mà vợ, bản thân anh mà ví dụ thấy mình vợ mình đẹp như vậy đúng không? Ra chợ mà mấy ông cứ cho thêm nọ cho thêm cái kia, mình cũng nhiều khi mình có buộc coi không? Có khi người già cũng cho em. Có khi người già cũng cho. Người già bán rau rồi đó. Rồi có khi nào mà chị ra chợ chị mua đồ rồi mấy ông ấy bán rau mà mua 2.000 mà người ta đưa 10.000 là mấy bà vợ mấy bà nói không?
Không có đâu. Ừ. Không có. Trời, có chứ... vợ người ta đó đâu mà nói. À ý là không có vợ đúng không? Chứ có con vợ người ta không dám cho. Không có vợ có chồng luôn nữa là đi mua rau đó 5-10 ngàn đi mua của bà Hai trước nè. Ừ. Mua của bà Hai trước. Có khi nào hai vợ chồng nắm tay đi te ra ngoài chợ đi mua đồ đi chợ cùng với nhau không? Đi nó xa quá có khi mua trước này nè chỗ quán Ba Keo. Ừ. Ý là nắm tay nhau đi hả? Dắt tay nhau trên đường tung tăng hả? À đúng rồi đúng rồi. Nắm tay già rồi nắm tay anh chị. Thì ôm ôm eo đi luôn. Ôm eo đi luôn. À ôm eo chứ không nắm tay. Ôm sao chị? Nắm tay anh chị. Ôm sao cho em coi nào. Ôm sao? Nắm tay anh chị ôm vậy nè. Hai vợ ôm nhau vậy nè. Đi. Khoác vai anh có khoác vai chị không? Hả? Anh có khoác vai chị không? Có. Nhưng thấy anh hiền ha. Nó ít nói, hiền. Ừ. Hèn gì chị say như điếu đổ là đúng rồi. Đúng không? Thấy anh hiền nè. Ít nói nè. Nhìn là cái biết là thương vợ dữ dằn lắm rồi. Anh bây giờ giả sử nha, có một cô nào đó, cô có nhà lầu xe hơi, cô nói anh về là bà người ta lo hết cho anh không cần phải lo cái gì hết. Thì để anh xa khỏi chị, anh có chịu không? Không. Sao vậy? Ủa sao trả lời nhanh vậy anh? Không cần suy nghĩ luôn. Không có suy nghĩ gì luôn hả? Suy nghĩ làm gì? Đứa người vợ là mình chắc người mình không kiếm người ta giàu sang. Nhưng mà cái người phụ nữ kia người ta trẻ này, đẹp này, có nhà lầu này, có xe hơi này, anh về là sống như ông hoàng luôn. Cũng không đi nữa. Cũng không đi luôn. Dạ. Oh. Vậy là giờ cho tiền tỷ anh cũng không bao giờ anh xa vợ anh đúng không? Dạ, có người vợ. Oh. Đúng ta nói rơi vào lưới tình rồi. Ừ. Tình không là biết. Cái chi. Đâu có lưới đâu để mà dặn. Không, em thấy không chỉ có lưới nha. Không có lưới nha. Mặc dù là cái căn chòi này nhìn nó hơi nhỏ che bằng những cái tấm bạt thôi. Nhưng mà mình thấy xung quanh đây nó toàn màu hồng luôn. Nghĩa là cái gì của chị cũng đẹp giờ trong mắt anh Trắng là bất kể cái gì của chị cũng đẹp hết. Trong mắt của anh chị bây giờ cái chòi này đang là một toàn một màu hồng luôn. Là giống kiểu là một căn villa, một căn biệt thự rồi đó. Bởi vì mình đang sống trong một cái hạnh phúc mà lúc đó là não nó kích thích lên là hạnh phúc dữ dằn luôn đúng không? Bây giờ mình sống trong cái chòi gì mà mình đang tưởng tượng là mình đang sống trong cái dinh thự của ông Donald Trump. Đã yêu nhau rồi thì cái gì nó cũng đẹp, cái gì nó cũng tốt. Mặc dù anh chị không... Cái đó là còn đẹp hơn đó. Đó, thấy chưa? Nói mà. Mặc dù anh chị không có tiền nhưng mà tình cảm anh chị là tỷ phú. Chính xác đúng không? Tỷ phú nữa. Tỷ phú hơn cả tỷ phú nữa đúng không? Nói không có ai tin đâu, hôm cái mới tin. Hôm cái mới tin. Bình thường hả? Là bình thường hả? Hai chồng ha. Ôi trời ơi. Mỗi lần nha, em đang nghĩ nha. Ừ. Mỗi lần mà buổi tối xuống này chắc em nghĩ chị Liễu sẽ là người có khi nào ở đây không có gió. Chủ động ấy. Ra thế chủ động ấy. À. Đúng không thưa chị Liễu? Không có chủ động đâu. Không dễ chủ động thì chồng chủ động hả? Ai chồng chủ động hả? Vậy thí dụ như tối ngủ đi, rồi ai là người cầm đèn sau tắt dế? Là bên đây xoay. Nó đi bắt dế ha, bươi cỏ rồi bắt dế ha. Hèn gì hả? Hèn gì em nghe người dân ở xung quanh đây nói chị mấy bữa nay ở chỗ này đất nó rung rình quá trời luôn. Đúng vậy, động luôn. Nó động ra tiếp ngoài làng ngoài kia kìa, nứt nhà. Động đất luôn ha. Nhưng mà công nhận cái chỗ chị đang ngồi với anh đang ngồi tự nhiên nó lóp xuống một lỗ này. Đúng rồi, nó lóp luôn á. À mới cắt hả? Mới cắt hả? Thôi đừng đổ thừa. Do hai ông bà á. Mấy cắt này. À. Rồi mỗi lần máy cắt nó đi qua mình phải rõ lều lên hả? Dọn lều lên, dọn lều lên. Không, theo em thấy là nó lõm mỗi cái chỗ này rồi. Bởi vì ngủ nó lõm. À, hai người làm gì mà nó lõm luôn xuống dưới vậy? Ngủ ôm nhau vậy thôi. Anh nói hồi đó là chỗ này là đất bằng mềm á, bây giờ mình gặp rồi đất nó lún xuống. À, thấy chưa? Nói được chút xíu đi trời. Chị Liễu cho em hỏi này chị Liễu. Ví dụ như tối đi soi dế vậy á, ai là người bươi cỏ tìm dế? Anh Trắng hay chị? Soi đèn cả hai cả người ý bới là bắt dế soi đèn bắt dế hai là người đi bắt đi ruộng mới bắt à. Ai mà bắt túc liều gì đâu có dế đâu bắt ông dế nó ngủ ở trong cỏ bươi cỏ ra mình mới tìm con dế vậy ha ờ à. Vậy nhưng mà ai là người tìm anh Trắng hay chị trắng ha ừ. Anh Trắng anh soi đèn anh nhưng mà chị cũng phải tìm chứ thì cũng tiếp rồi không để anh chồng nó mất dế rồi không để mình không đi tiếp ừ đúng rồi chắc tối dế nó kêu dữ lắm mình Trắng anh mới dội đèn đến tiệm hên xui á mà công nhận hay ha chỗ này không đèn không điện không cái gì hết mà anh vẫn tìm ra con dế thì hay thật không có con dế nó kêu à dế kêu nó à? Kêu à tại mình cứ ngó nghe chỗ nào nằm ngay chỗ nào kêu mình bắt à à nghĩa là nghe con dế nó thở cái nhịp thở nó xong à. mình rọi đèn cái mình bươi cỏ ra nha chịu khó bươi cỏ ra nha chị muốn thấy vậy cũng phải kiếm tiếp chứ ờ thấy chưa chị kiếm tiếp đúng không có bao giờ chị chủ động chị đi tìm dế không
Không có, chị đâu vẫn đổi tay được nghe. Cái xứ này là cái con gì kêu con gì đó, chỉ thằng chồng nói là con dế hay là con cóc hay là con ếch gì đó, chị mới biết. Rồi đi kiếm rồi tiếp dạch vậy thôi. Vậy mỗi lần mà anh ví dụ như đi muốn đi tìm dế thì anh nói làm sao chị? Anh ấy là cái dạng như đó, con có đó kêu vậy đó, xách đèn đi soi vậy. anh nói là con đấy nó kêu hả? Đúng rồi. Anh muốn đi soi hả? Đúng rồi. À. Một đời chồng Việt kiều Mỹ luôn hả chị? Có. Rồi ảnh đâu rồi thưa chị? Ở bên nước ngoài. Nước ngoài. Rồi hai vợ chồng có còn liên lạc với nhau không? Không. Rồi hai người thôi nhau được bao lâu rồi chị? Mấy năm trời, mười mấy năm. Mười mấy năm rồi. Rồi đó sống hai vợ chồng có con cái gì không thưa chị? Có anh đứa. Con đứa ha. Rồi hiện tại con của anh với chị đang sống với ai? Ở bên nhà nội. Bên nhà nội. Rồi chị có hay qua bển thăm con mình không? Cũng nhớ cũng thường xuyên cũng qua đấy. Dạ. Rồi chỗ chắc chị lâu lắm rồi không có qua thăm con đúng không? Cũng thỉnh thoảng cũng qua. Dạ. Hồi lúc trước đi bán vé số cũng qua hoài, bây giờ không bán vé số thì sao có phương tiện qua. Dạ. Nếu mà con của chị có cha là Việt kiều Mỹ chắc điều kiện sống của con bên đó cũng tốt hơn đúng không thưa chị? Chính xác. Dạ. Nhà bên đó chắc khá giả hả chị? Ở bên dòng chùa á. Dạ. Khá giả không chị? Cũng sinh sống cũng được. Dạ. Mà chỗ con của chị có nhìn mặt chị không? Nhìn á. Cũng nhìn hả chị? Ừ. Yeah. Dòng họ anh bển cũng nhìn vậy. Yeah. Chị em thấy chị trên tay chị á có nhiều cái bớt xanh, bớt xanh đỏ đỏ á chị. Bớt. Đâu phải cái bớt đâu chị. Cái bớt. Ủa cái này phải cái bớt mình tiếng. Xem coi. Hình như chị vẽ lên cho đẹp hay sao? Chị chỉ cho em xem cái chị. Cái bớt. Vẽ hả chị hay là xăm? Bớt. Bớt bớt bớt. Ủa cái bớt gì lạ chị cho em xem cái bớt với chị. Cái bớt gì lạ ta? Giống cái đồng hồ á vậy. Đồng hồ. Đồng hồ. Một cái bớt đó chị có từ năm bao nhiêu tuổi chị nhỉ? Từ cha sinh mẹ đẻ ra. Là có từ lúc mới sinh ra là có rồi luôn. Chính xác. Ủa mà sao nó có nhiều chứ ta? Dạ. Nhìn nó hơi lạ lạ ha. Dạ. Chị cho em xem lại lần nữa chị. Ủa cái này lạ thì. Ủa cha xem thì có cái vụ này luôn à? Ừ không phải đâu này, chắc chị xăm quá. Xăm đúng không chị? Đúng không? Xăm. Nói xăm thì mình không nói xong đâu, mình nói cái bớt đi. À, con gái. À, thầy con gái. Yeah. Thì mình xăm bây giờ là làm đẹp mà đâu có gì đâu chị. Ôi, con gái. Dạ. Yeah. Thì đó ai xăm cho chị vậy chị? Hả? Đó ai xăm cho chị vậy? Thằng em. Thằng em ha. Rồi xăm cái đó có ý nghĩa gì đối với mình không thưa chị? Cái này người Khmer xăm tiếng Khmer vậy đó. Dạ. Yeah. Chị cho em hỏi là chị với ông chồng Việt kiều Mỹ chia tay nhau cũng mười mấy năm rồi, chị còn nhớ thương ảnh không thưa chị? Không. Không nhớ thương. Dạ. Yeah. Rồi anh chồng 37 tuổi của chị còn thương không? 37 tuổi bên đây nè. Dạ. Còn anh chồng 33? 33 thì bên Bồ Đề. Dạ. Yeah. Ý là chị thương ai nhất cái chị? Thương bên ai nhất? Thương 37 tuổi nhất ha. Thương 37 tuổi nhất là sao chị đi theo cái anh 33 tuổi để ảnh đồn? Phải đi thăm con á. Nhớ con thăm con á, nhỏ đứa con gái 3 tuổi mấy vậy. Ủa? Là sao em chưa hiểu luôn á? Là chồng thứ hai là có đứa con thứ hai. Là nhỏ con gái. Là nhỏ con gái là 3 tuổi mấy vậy, rồi nhớ con rồi cũng xin chồng đi qua bển thăm. Thăm là gặp chồng. Bây giờ mới hiểu rồi nha, có nghĩa là rồi chồng lớn của chị là hiện tại là đang ở bên Mỹ. Là con lớn của chị là mười mấy tuổi, là chồng đầu tiên. Dạ. Rồi chồng thứ hai của chị là 33 tuổi. Đúng. Là hai người có đứa con. Dạ. 3 tuổi mấy. Dạ. À, vậy anh chồng Út Chức ở thị hiện tại có con chưa? Sao? Anh chồng hiện tại. Anh chồng hiện tại này. Chưa. Chưa ha. Rồi có dự tính sinh không? Chắc không sinh đâu, già rồi ai nuôi được. Ừ, thấy là còn trẻ lắm. Đó, làm gì trẻ, bốn mấy tuổi rồi. Tình để ý nha, cái hàm răng của chị rất đẹp. Ngày xưa chắc là rồi. Khá là có điều kiện đấy. Bốn mấy tuổi rồi làm gì sanh được. Là sanh đứa nhỏ con gái là 3 tuổi mấy đó. Người ta 60 người ta còn đẻ được mà. 60 người ta còn sinh được mà chị. Ủa sanh đường nào được, có sức đâu mà sanh 60. Thế chị cũng khỏe mà. Sao chị không sinh cho chỗ mình yêu nhiều mình phải sinh cho anh nhỉ con. Anh chẳng kêu sanh đẻ nhưng mà chắc không có khả năng làm cái gì sanh. À anh có nói là sinh đi hả?
xanh kêu xanh. Vậy là anh khao khát có con đó chị. Trời ơi con nhóc kìa. Chị tổng cộng có mấy người con mà nhóc? Ba đứa. Ba đứa con. Ủa sao lại kể có hai đứa mà? Ba đứa. Còn đứa nữa đâu? Đứa bên nhà ngoại. Đứa nữa là chồng còn chồng thứ mấy? Đâu có, là hai đứa đó là hai đứa đó. Hai đứa là chồng thứ hai. Thằng Hào với thằng Khang á là chồng thứ nhất á. À chồng thứ nhất. Còn bé gái là con của chồng thứ hai. À. Thứ ba thì chưa có. Là chồng thứ nhất chỉ tới hai đứa con được. Hai đứa con. Chồng thứ nhất là hai đứa con và đang ở Việt Nam, đúng không? Ở Việt Nam. Chồng thứ hai là bắt đầu giờ đi qua Mỹ rồi, giờ có đứa con gái bên Mỹ. Chồng thứ hai là bên Bồ Đề, là nhỏ con gái. Có phải chồng nào ở bên Mỹ? Chồng thứ nhất. Chồng nhất có hai đứa con mà. Ừ. Ừ. Là đang bên Mỹ, cả hai đứa bên Mỹ luôn. Không có bên Việt Nam, ở bên ngã ba anh Cạch á. À, một đứa bên Mỹ, một đứa bên này. Hai đứa luôn. À, có nghĩa là chồng chỉ bên Mỹ chồng thôi. Đây bên thôi. Ừ. Nhưng mà giờ còn liên lạc với chồng bên Mỹ không? Không, không liên lạc hết trơn. Chồng bên Mỹ có gửi tiền về nuôi hai đứa nhỏ đấy không? Có. Ừ. Rồi chia tay lâu chưa chị? Nhưng mà cái thằng thứ hai vừa đi học vừa đi làm. À. Vừa đi học vừa đi làm, còn cái thằng nhỏ thì nó nhỏ quá thì nó đang đi học. Ừ. Chị ngày xưa đẹp gái lắm cho nên chắc là nhiều anh theo lắm hả? Dạ, không chết đẹp gái gì. Không hồi. Không chết. Giờ em nhìn thấy còn tướng còn đẹp lắm. Ừ. Ừ. Chứ không sao mà cứ kiếm được mấy ông chồng trẻ như vậy. Biết sao người ta thích cái chỗ nào, tính tình mình hay là cái dạng như đàn ông nói gì đấy, dạng như là người ta thích sở thích của mình sao, hay là tính tình của mình sao, cái tính của mình sao gì đó, cái tính nết của mình sao, đúng không? Tính nết của đàn bà cái nết đó đánh chết cái đẹp. À. Vậy là đúng chứng không? Tỏ là cái nết của chị là cực kỳ là làm mấy ông chồng thích luôn đúng không? Không phải là cái tính đó là mấy người chồng là thích đâu, tùy theo mình lời ăn tiếng nói của mình thôi. Ừ, thì có nghĩa là chị dễ thương này, chị nói dịu dàng này, cho nên mấy ông mới khoái đúng không? Hên xui. Ừ. Chị cho em hỏi là chồng trước của chị ấy, với chị ấy, ai lớn tuổi hơn? Chồng trước của chị lớn tuổi hơn chị. Ừ, chồng đầu tiên là lớn tuổi hơn chị. Tuổi Thìn á. Tuổi Thìn ha. Rồi mấy ông chồng sau này là nhỏ tuổi hơn chị. Tự mấy ảnh tìm đến chị hay là chị đi cua mấy ảnh? Không đâu, không cua ạ. Ông cua ha, mấy ông tự tìm đến ha. Ông cua. Mấy ông tự tỏ tình hả chị? Thiệt đó, nó thật lòng thiệt đó, không cua thiệt. Vậy là mấy ông mê chị rồi mấy ông tự tìm đến là tán tỉnh chị thôi đúng không? Không phải tán tỉnh đó, cái dạng như là người ta hỏi cái câu chuyện mình sao làm sao, rồi cái người ta hỏi cuộc sống làm sao, có chồng có gì, có con vui gì đó. Ừ. Rồi cái người ta hỏi, người ta hợp ý mình, người ta hiểu tính tình của mình, người ta tính nết của mình sao đó, người ta mới tìm hiểu từ từ mới gặp, không lẽ lần đầu tiên nói chuyện với nhau gặp nhau đúng không? À. Nhưng mà chị cũng phải kết mấy ảnh chị mới chịu đi theo chứ. Không, chị không có kết đâu, từ từ tìm hiểu tính nết của người đó làm sao chị mới đến được đúng không? Không phải là không đúng rồi. Em khẳng định là không đúng. Không. Tại vì chị phải có tình cảm chị mới đi theo mấy ảnh chứ, phụ nữ ai muốn ra ngoài bờ ngoài bụi ổi như thế này đâu. Không phải, mình tìm hiểu một cái rồi mình hiểu người đó làm sao, sống tư cách làm sao, rồi cuộc sống làm sao. À. Cuộc sống làm sao. Có nghĩa là khi người đàn ông người ta ngỏ lời với mình thì mình cũng tìm hiểu lại xem người đó như thế nào đúng không? Đúng rồi. À, rồi mình thấy ưng thì mình bắt đầu mình mới đi theo đúng không? Tội thấy thương thấy gì đó thì mình đến. Mà em nghe người ta chia sẻ là như vậy nha. Nói. Nghe nói là cả ba người chồng á đều rất là vâng lời của chị luôn. Rất là vâng lời của chị. Nghe lời chị. Chị nói gì là ba ông chồng là vâng lời răm rắp luôn. Ăn thua cái lời ăn tiếng nói của mình, ăn thua tính cách của mình vậy thôi. Ôi chị hay dữ cái chàng. Chị có biết quyết nào chia sẻ cho chị em phụ nữ? Cho chị em phụ nữ, những bà mẹ bỉm sữa đi chị. Có đâu, biết làm sao, bà mẹ phụ nữ cũng giống mình thôi. Đúng không, bà mẹ phụ nữ mình sinh mình ra thì dạy mình sao thì mình vâng lời vậy. Rồi ăn thua phụ nữ ngoài sao mình không biết. Nhưng mà cái tính tình của mình sao thì ngoài xã hội người ta cũng biết thôi. Nói chuyện gì người ta cũng biết. Nhưng mà cái dạng như là phụ nữ khác thì chị không biết thiệt. Nhưng mà chị nói gì đó phụ nữ đó thì người ta cũng hiểu. Ý của em là chị có bí kíp gì mà khi mà mình lấy ba người chồng mà khi mình lấy về là người chồng nào cũng nghe mình răm rắp luôn, nói một là không được nói hai, nói hai là không được nói ba. Đó là cái bí kíp như thế nào để chia sẻ cho chị em phụ nữ để biết, để có cái cách để mà dạy chồng. Nói gì là không phải đâu, nói gì là sai rồi. Ủa, sai hả? Giấu rồi. Để giấu sai rồi. Sao sai chị? Chị có thể chia sẻ không? Nói đúng luôn đi hen. Dạ. Cái dạy này chồng thương mình thì người ta vâng lời mình vậy thôi. À. Nhưng mình làm gì để chồng thương mình? Nên mình nói nhỏ nhẹ, mình nói nhẹ nhàng. À. Nói chồng ơi làm gì vậy đó. Rồi ví dụ như khi mình nói chồng ăn cơm hoặc đi ngủ mình nói sao?
nói chồng ơi, nếu trường hợp đó đi làm về nó chồng ăn cơm chưa, cũng nấu cơm, cũng bế cơm cho chồng ăn, rồi tối lên xách đèn gì đó, soi gì đó, rồi nói sáng sớm nói chồng đi làm gì, chồng gì cũng thổ lộ. Buổi tối soi gì chị? Xoay đèn. Xoay đèn làm gì? Ngủ, tâm sự. Thảo nào mấy ông chồng đi mệt là phải rồi. Tối là chị tự động xách đèn xoay luôn ha. Xoay đèn tới cho hôm, chồng đi ngủ luôn. Tao nói tới hôm tắt đèn vậy đó. Tối lửa tắt đèn. Chúng ta tâm sự. Vậy là cái bí kíp của chị là có nghĩa là phải mềm mỏng với chồng này, phải yêu thương dịu dàng với chồng này đúng không? Đúng rồi. Người ta đàn ông, người ta cũng mạnh lực, mình đàn bà mình cũng phải nhỏ nhẹ với người ta. Nhưng mà sao em nghe mọi người chia sẻ là nhiều khi mấy ông chồng hư là chị dậy luôn mà. Cái đó là làng tiếng nói thôi, ở ngoài thôi. Ở ngoài thôi. Vậy có nghĩa là cứ đêm xuống là chị... Nhưng mà có khi giận quá cũng nói. Nhưng mà chồng làm nhiều có quá. Có khi nào dậy giống như dậy con không? Không. Đâu có đẻ được đâu mà dậy. Vậy cho em hỏi là cứ tối xuống là chị cầm đèn chị soi thôi chứ mấy ông chồng đâu có cầm đèn soi ngược lại. Tới hôm tắt đèn vậy đó, tới hôm tắt đèn vậy đó, ăn cơm rồi tâm sự, nói ngày mai chồng làm ở đâu vậy đó. Chỉ tâm sự thôi hả? Tâm sự thôi. Tâm sự thôi mà sao mấy ông chồng nghe dữ vậy chèn? Nói nhẹ nhàng thôi vậy thôi. Không lẽ bụp nó. Nhưng mà có cái gì đâu phải bụp. Có khi nào bụp chưa? Đâu phải bụp. Có khi nào bụp chưa? Không bụp. Không bụp luôn hả? Hùng chết. Thương muốn chết hả? Chứng tỏ là chị cũng có bí kíp giỏi ha.